Yo, thì như mọi người thấy chúng ta đang có Kinix ở đây ha, Kinix về cho. Mình đã roll ra Kinix rồi mà tuy mà bạn ấy mới level 40 thôi nhưng mà để mà đốc thúc làm content cho mọi người á thì chúng ta sẽ farm thánh di vật. Cho nó nhiều quá. Thì các cho nó nhiều điên luôn. Thì chúng ta sẽ farm thánh di vật của Kinix trước ha. Thì như mọi người biết thì chúng ta chưa có bắt đầu nâng thánh di vật. Cho nên là cái tỷ lệ sát thương bạo kích này thì mọi người tự cộng thêm thêm cái phần mà sau khi Kinect lên level 90 ha. Còn hiện tại thì Kinect tạm thời đang đã 42, 98, 131 nạp. Thánh di vật thì chúng ta có cái siêu nạp tỷ lệ bạo này, chúng ta sẽ đổi thành nó thành sát thương bạo sau. Và một cái đồng hồ tạm tạm bợ tạm xài được như thế này ha. Cái ly thì là cái ly offset thì nó cũng khá là mạnh ở đây. Ok, thì đó, tạm thời như thế thôi. Và chúng ta sẽ farm 2.000 nhựa cho cái bí cảnh này để kiếm thôi, coi có được cái thánh gì một cái cho hay không ha. Đâu, Genius hay không á, chứ mà Aatrox đâu có chơi được đâu. Nhưng mà trước khi bắt đầu á, thì mọi người nếu mà thích những content này á, thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, ấn vào nút chuông để ủng hộ bọn mình ra những content mới ha. Và các bạn hãy ủng hộ Weebu Game ở dưới phần mô tả của video ha. Nhựa đầu tiên mà chúng ta có hai cái ly này, ok. Một cái tấn công. Để cho onset sát thương Nguyên Tố Thảo luôn kìa. Chúng ta có thể giữ tạm để coi coi tương lai chúng ta có những gì ha. Ok, nếu mà tuyệt vọng quá chúng ta có thể nâng thử cái này. Ok. Ê, nâng được, ok, hợp lý. Cái này không. Cái đồng hồ tấn công thì chúng ta cũng có thể giữ được ha. Ok. Cái này cũng giữ được này, giờ chúng ta chưa có một cái lông nào hết. Ok, năm nhựa đầu tiên chúng ta đã bắt đầu có đồ thì nó cũng không tệ cho lắm ha. Ok, có một cái tấn công này thì chúng ta nâng trước đi để coi nó vô tỷ lệ sát thương không, mà thôi không vô đó thì thôi. Ok, thì một cái sát thương bạo này, tấn công phần trăm giữ xem xét coi sao. Còn cái này nè, cái này có vẻ mạnh hơn cái hồi nãy nhưng mà nó vô phòng ngự ha. Chúng ta lên lên do chưa có gì chúng ta có thể lên tiếp được coi như thế nào. Để nó low roll sát thương bạo này. Nó vẫn low roll sát thương bạo này nhưng mà hiện tại nó vẫn đang vô sát thương bạo nha. Quá nạp rồi đã cũng không tệ đi ha. Ok. What the hell? Ồ, và nó vô 3 lần sát thương bạo mà mọi người nhìn. Nó có khác gì nó vô đúng 2 lần không? Thiệt đó chứ. Ok, giữ tạm cái đi rồi. Có một cái giữ tạm. Ok. Ok, do vậy chúng ta nâng thử cái này lên 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 cao cao xíu coi có gì ha. Và đó là hết này. Ok. Ngày đầu tiên của chúng ta có được một cái đồ nhẹ nhẹ, gọi là nhẹ nhẹ cho Kinich cũng không siêu nhẹ luôn á, nhưng mà thôi nó có là được rồi. 3/4 ha. À, quên 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 một mic mọi người. quên một mic sai xét rồi. Sai xét thì sai xét rồi. Oh no, để có sát thương Nguyên Tố Phong này, giữ giữ coi thử ha. Mọi người biết rồi đó. Em xét được ha. Ừ. Ok. Ê. Farm farm cho Kinix tôi kiếm được đồ siêu mạnh cho Mulani à. Cái tựa này cũng hay á. Cái này giữ lên 4 thử được ha. Ok, nếu mà nó vô tỷ lệ bạo hay sát thương bạo thì chúng ta có thể xem xét được. Ok, cái này giữ được này, hợp lý. Cái này thì cũng suy nghĩ được luôn. Hơi hơi mới ngày thứ hai à, chúng ta chưa biết được có chuyện gì sẽ xảy ra cho nên chúng ta cứ giữ đi, cứ giữ trước đi rồi chúng ta sẽ xem sau. Và Kinect vẫn đang đi đời này, thôi hồi sinh cho Kinect cái rồi chúng ta vô việc vô một nâng cấp nào. Ok, thì hôm nay chúng ta cũng có khá khá độ có thể nâng nâng lên 4 trước để coi có tỷ lệ bạo này. Chúng ta lên lên 8 thử đi. Phải là đời là thì thôi ha, một vòng mà là thì thôi. Cho chúng ta chưa có nên là lát nữa chúng ta cũng sẽ nâng cái này lên thôi, nhưng mà ý nó là chúng ta phải hơi hơi có cái gọi là
nó sao nhỉ? Ồ, tấn công phòng HP luôn. Cái này hôm qua á, nhưng mà chắc là thôi chúng ta dục cái đó luôn đi ha. Nó không đủ 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 mạnh này. Rồi cái tấn công này sẽ vô tỷ lệ sát thương đây. À, phòng ngự. Phòng ngự thì chịu rồi. Ok, rồi. Chúng ta có một cái sát thương nguyên tố phong. Từ từ. Mọi người hiểu, mọi người biết biết tôi như thế nào rồi đấy. Rồi đó, tự hiểu luôn. À, không cần phải tôi phải giải thích dài dòng nữa ha. Tinh thông một lần này, nó có thêm một cơ hội nữa. Ok, nó min nhưng mà nó vẫn vô, cho nên chúng ta vẫn phải nâng thôi. Ừ, và nó vô thêm lần tinh thông nữa thôi bỏ này. Tôi không muốn có thêm cái 100 tinh thông nữa đâu. Cũng hết phút rồi, cũng hết phút rồi. Cái chúng ta nâng cái gì trước đi? Chúng ta nâng cái đồ cho Mulani trước đi. Lỡ lỡ nó mạnh. Đó là hai lần rồi đấy. À, đã là hai lần rồi. À, là ba lần rồi thôi bỏ luôn rồi. Thử lên 4 được ha, thử lên 4 được. Ok. Lại đồ của Mulani à. Ừ. Có đồ giữ được nè, ok. Ok. Có đồ giữ được là được. Ok, rồi chúng ta có một cái cho Mulani trước đi, cái cho Mulani trước. Ê. Chỗ gì? Ở sát thương bạo thiệt kìa trời. Thiệt luôn quá hả? Nó vẫn đang vô này. Hay này, hay này. Đó là lật lần rồi. Phải nó vô lần nữa nhưng mà nó low roll nè. Bị low rồi. Hey, that's pretty Trời ơi. 24,2 cộng 7 phải là 31 phẩy mấy á. Ừ, 31 phẩy mấy. Mulani hiện tại đang cầm cái 32,6. Mà cái này có thêm một dòng HP với dòng tinh thông thì nếu mà tính ra thì nó sẽ tốt hơn cho Mulani. Nếu mà Mulani đang cầm cái đang thiếu tỷ lệ này đó. Mulani đang thiếu tỷ lệ dư 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 sát thương bạo này. Và đổi sang cái này thì nó có vừa có thêm tinh thông này, Mulani cũng có thêm tỷ lệ bạo luôn. Đó, tỷ lệ nó sẽ đẹp hơn luôn. À, đúng 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 rồi. Hôm nay video này có vẻ như là farm cho Kinnis tôi, Mulani của tôi được tăng sức mạnh đấy. Tình 4 thì coi có gì. Chúng ta cũng đang thiếu hoa nữa, cho nên chúng ta cũng sẽ nâng cái này tiếp ha. Mặc dù nó low roll này. Tinh thông thì ra cũng không tệ, nhưng mà nó cũng không tốt luôn. Nhưng mà hiệu quả nạp thì... Ok, nó thay nốt rồi, thay nốt là thôi ha. So với cái hiện tại thì... So với cái hiện tại chúng ta chưa có cái nào hiện tại luôn, ok. À, hiện tại chúng ta có mỗi cái này là không vô một vòng nào này, và nó là cái tốt nhất hiện tại của chúng ta, cho nên là nếu thay cái này vô thì technically nó vẫn ngon hơn ấy. Nhìn nhìn có vẻ hơi buồn nhưng mà nó vẫn ngon hơn á. Cái đó này nếu mà vô sát thương bạo thì nó sẽ tốt ha. Kinect thì mình thấy là khá là cần sát thương bạo ấy. Đó, nó vô thiệt kìa. Liệu 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 ấy, thật ra cái này nó đã là đồ nâng cấp cho Kinect rồi ấy, nhưng mà nếu được hơn nữa thì nó sẽ ngon hơn ha. Liệu liệu có thể nào all in luôn đi. Rồi. À, mọi người like cho tôi một cái, subscribe tôi một cái và ấn vào nút chuông để mà tôi có một món cho Kinix nha. À, mọi người nhớ ủng hộ Weibo Game dưới phần mô tả của video luôn nha. Ok. 3 2 1 French. What's that, brother? 20 tỷ, 20 sách thương bạo được rồi ha. 20 là tôi hài lòng lắm rồi. Trời ơi. À, đúng là vua phòng ngự khác, nhưng mà bị một cái là hiện tại cái đấy là cái ngon nhất của chúng ta ha. Ok, thì nó vẫn ngon hơn cái này này, mặc dù. Ok, thì nhìn tỷ lệ sát thương thì nó bắt đầu nó cân bằng hơn một xíu rồi đấy, cho nên là yeah.
cái này nó hơi tệ nhưng mà do chúng ta đang không có gì nên ta sẽ giữ cái này để mình thử ha. Ok, giữ được cái này nhưng mà chúng ta sẽ không nâng. Ok, cái này nâng được này, hợp lý, nó tấn công mình không cầm trấn mình thôi ha. Bỏ, cái ba đồ này, nguyên tố thảo này giữ được ha, nhưng mà phải lên lên 4 này coi nó có tỷ lệ bạo hay sát thương bạo gì đó không nữa. Phòng ngự này, ok, sát thương bạo kích cũng xem xét được, không phải cho Chinix mà có thể là cho Mulani ha. Sát thương bạo à, sát thương bạo thiệt kìa. À, độc lệnh siêu độc lệnh luôn. Một lần này vô lần rồi này, quá nạp cũng được chứ, hai lần này. Nhưng mà mình hay ngửi thấy mùi Thanos thôi, hy vọng là không. Một lần nữa vô sát thương bạo hay là tỷ lệ bạo đều ngon này. Not bad, not bad. Ngon, hơi low roll nhưng mà ngon. Ok, tuy là mọi người tuy là cái này nó yếu hơn cái này đấy, nhưng mà do là chúng ta đang farm nó trong video Kinect cho nên là cái này là đồ của Kinect nhé, không phải là đồ của Murani. Cái cộng một đồ chỗ này nó vô hai lần là nó tốt hơn rồi đó, nó vô hai lần là nó tốt hơn cái cũ rồi đó. À, phải vô hai lần rồi kìa, vô lần tinh thông luôn đó chứ. Ok, cộng thêm lần nữa này, thêm lần tỷ lệ nữa đi, thêm lần nữa là được. Ấy, hôm nay đọc lệnh, hôm nay đọc lệnh tốt hết. Ấy, hôm nay đọc lệnh tốt hết vậy mày. Ấy, thay đồ luôn này, thay liền luôn, ngon. Thay phát thay luôn này, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Và nó vẫn, nó ngon hơn cái này luôn này, 10 điểm vậy. Ê, hôm nay Kinect bú đẩm mọi người, và dư, dư 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 cái này rồi, cho nên là chúng ta có thể xài cái sát thương bạo cho Kinect ha. Ồ, ngon đi ngon cùng vậy. Thế thường huyền tố nham luôn rồi. Thật sự ấy à. Really. Silonen đi biết, Silonen đi biết. Này cũng xem xét được này, ok. Đây, nó mà vô tấn công phần trăm hoặc là tỷ lệ bạo thì ngon ha. Phòng ngự. Đó, chúng ta quá nhiều thì quá nạp rồi, chúng ta sẽ bỏ này ha. Cái này giữ được ha. Ok, thử 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 được, thử được. Có vẻ Mavuika này khá là mạnh nha. Mavuika khá là mạnh đấy, Mavuika này mạnh đấy. Ok, để thử. Let's see nếu Mavuika có mạnh được không. À, nhưng mà cái lồng 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 cùng set thì hiện tại chúng ta chỉ có hai cái thôi. Và hai cái cũng khá là được rồi ha, cho nên là chắc là mình sẽ không nâng cái lông hiện tại. Ok, chụp cái lông này rồi, giờ bạn ông này có gì đây. À, sao nhìn mẹ cũng 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 mạnh đấy à. Cũng được đấy. À, tên 16 chứ gì ha, và nó mạnh thiệt kìa, 34 CP và còn 9 tấn công nữa, lại chúa trên cao con theo đạo Phật gì đây. Nó mà vô dòng tỷ lệ hay sát thương bạo nữa là mạnh điên mạnh khùng luôn á. Giờ tôi thật ra nếu mà bông lên được thì tôi mong nó vô tỷ lệ bạo lên 3.9 một cái, nó lên 14 14 á, thì perfectly qua lệnh là khá là đẹp ha. Nào thử coi. Ồ, nó vô tỷ lệ bạo thiệt kìa, nhưng mà nó không, nó là 3.3.1 cho nên nó không được perfectly qua lệnh lắm, nhưng mà 13.2 là 26.4 và cộng với lại 14 là và vừa vừa vặn 40 CV cộng với tới tấn công này là nó khá là đẹp luôn, một cái 40 CV của set set này ha. Ok, thứ đầu tiên gọi là cái lông đầu tiên mà gọi là ôm áp của cái set này mình có giữ được ha. Ok, cơ bản giữ được này cũng giữ được luôn ha, mặc dù nhìn nó hơi tệ ấy. Cái này không. Hôm nay chúng ta có hai cái giữ, với lại hôm bữa chúng ta quên nâng một thứ, cái nón một thứ chúng ta quên nâng, mình nhớ là vậy, mình nhớ là có một cái thứ set khác quên nâng một cái nón đó, một crit ấy. Ok, để nâng cả hai luôn. Rồi hôm nay chúng ta có hai cái hoa này. Ok, cũng đỡ. Ok,
Trời ơi, xong luôn cái ly. Nhưng mà nếu tính ra thì nó vẫn tốt hơn cái này. Nên là chắc là Mulani của chúng ta gỡ cái này ra này. Mặc dù tinh thông nó nhiều quá nhưng mà ok, thử đi. Cái 46 cũng ngon rồi, 46 đỡ hơn. Giờ hiện tại đang thiếu tỷ lệ, ta có một cái phạt tiếp theo. Bạn nó cũng vô tỷ lệ bảo kích luôn. Wow, nói đồ tốt hết vậy. Gì á, hôm nay bị gì ta? Quay cái gì đây hả? Nice. Ê, mạnh điên. Ui, cái này mạnh cho Mulani điên khùng luôn á. Nhưng mà so với lại các thứ chúng ta đang cần, đang chúng ta trong video này đang farm cho Kinich, cho nên là chúng ta sẽ gắn cái đó cho Kinich ha. Ok, nhưng mà thật ra nó cũng không quá tệ cho Kinich nữa. Và thay cái kia cho Mulani mình thấy là hợp lý hơn. Cái này nè, thay cái này nó nhiều tinh thông hơn cho Mulani ha. Vậy là bỏ cái này vô, 30 CV, 33 tinh thông. Tháo cái này ra nè, cái này nó yếu rồi. Ok, rồi cái này là hiện tại là 12 13.2 là vừa 20. Còn này 24 này và còn 47 tinh thông và 9 nạp nữa thì con này Mulani sẽ ngon hơn ha. Đây, 105 tinh thông, 53, 263 này. Đó, 125 nè, hợp lý hơn ha. Ok. Hôm nay chúng ta còn cái nữa, đó chính là cái nón này. Nón này nè. Đó, không biết tại sao mình double phòng ngự thôi. Bị vấn đề cái duy nhất của nó là double phòng ngự thôi. Để nâng lên coi nó được như thế nào. À, và nó Thanos. Rồi, lên 20 luôn đi. Ok. Đó, vậy thì chịu rồi, nhưng mà xét cái việc cái này nón duy nhất hiện tại của chúng ta thì chúng ta sẽ giữ tạm nó đi ha. Ok, giữ được. Chúng ta có thể thử lên 4 ha. Ok. Giữ cũng được ha mọi người. Có thể cho Mulani. Ok, nếu mà nó 40 CV trở lên thì maybe. Hai cái lông. Ốc cái này giữ được cho Mulani thử này. Ok, hợp lý, cũng được. Để tấn công phần trăm thì bỏ này. Rồi cái này sao? Đủ anh nạp cũng không được ha, không đủ tốt. Ba dòng như vậy thì không đủ tốt ha. Ok, lông chúng ta cũng có một cái có thể cho Mulani. Nhưng mà nó vô phòng ngự. Rồi, thì nón thì chúng ta cũng có một cái nón. Nếu vô sát thương bạo thì chúng ta có thể nâng thử cho Mulani được. Ồ, và nó vẫn phòng ngự. Rồi. Cái này thì chúng ta đổi cách nâng cấp xíu đi ha. À rồi, giúp, không có cách nào nâng cấp cái này nó mạnh hơn được cái. Hai cái nón. Cái này technically thì vẫn thử được ha, để coi nó có vô sát thương bạo hay không. Vãi liệu. 3978 luôn mới chịu chứ. Và cái này tỷ lệ bạo luôn. À, Silonen của tôi và Mavuika của tôi chuẩn bị siêu mạnh luôn. Cái hiệu quả nạp thì mình sẽ tạm giữ này. Ok, có khả năng là cho các nhân vật tương lai xài được. Rồi, giữ nhưng không nâng nhé. Và chúng ta có một cái lông hoa chứ, hoa đó bộ crit này. Tôi cũng không biết tại sao chúng ta có cái này được nữa, nhưng mà nâng luôn đi ha. Ồ, và nó lệch đúng lần, nãy hiện tại là nó lệch một lần ha. Ok, lên thử luôn. Ok, hiện tại nó vẫn là cái hoa tốt nhất của tôi rồi, cho nên chúng ta sẽ giữ để nó full set luôn ha. Ok, nó cũng
hai mấy CV cũng không tới nỗi tệ và nó cũng 11.1% tấn công mà. Cái nón này thì như thế nào đây? Chúng ta chỉ có mỗi cái nón này ngày hôm nay thôi đó. Ở vô phòng ngự này, hay luôn, hay hay hay. Ok, nhưng mà thật sự thì video này nó không quá là tệ, bởi vì Genix của chúng ta vẫn cơ bản là có đồ rồi. À, kết quả là chúng ta có một con Genix 57, 160 và 125 nạp ha. Thì mọi người có thể đối chiếu nó với lại đầu video. À, set. Ok. Thì cơ bản là cái ly nó không thay đổi này, bởi vì nó là ly offset. Chúng ta không kiếm được cái ly onset nào trong cái video này ha. Nhưng mà hoa thì yeah, nó nâng lên thành cái này. Cái lông thì chúng ta có một cái này khá là ngon luôn. Ok, cũng được nè. Rồi đồng hồ đi, yeah, chúng ta vẫn sử dụng đúng cái đồng hồ mà đầu video chúng ta khó, bởi vì chúng ta không kiếm được cái đồng hồ nào ngon như cái đồng hồ của Mulani. Rất tiếc. Còn cái đó thì chúng ta xài đỡ cái này cũng không tới nỗi tệ. Yeah, 2000 nhựa thì như đây là mình đánh giá là khá là thành công rồi đấy. Cho nên là ok, đó là hết video rồi. Nếu mà mọi người thích những cái content như thế này thì mọi người ủng hộ cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà bọn mình có thêm động lực để bọn mình làm những video như thế này nữa. Và mọi người hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nha. Cảm ơn mọi người. Gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.